Bài luyện tập 7. Nắm vững thành phần và tính chất của nước. Định nghĩa, công thức, phân loại, cách gọi tên axit, base và muối. 1. La mã, kiến thức cần nhớ. 1. Thành phần hóa học định tính của nước gồm hydro và oxy. Tỷ lệ về khối lượng là hydro là 1 phần, oxy là 8 phần. 2. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như natri, kali, canxi để tạo thành base có tính tan và hydro. Tác dụng với một số oxit base để tạo ra base tan như NaOH, KOH, CaOH 2 lần. Tác dụng với một số oxit axit để tạo ra axit như H2SO3, H2SO4. 3. Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hydro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. Công thức hóa học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử hydro và gốc axit. 4. Phân tử base gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxit, nhóm OH. Công thức hóa học của base gồm một nguyên tử kim loại và một số nhóm OH. Thành phần tên của base là tên của kim loại kèm theo hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị, cộng với hydroxit. 5. Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. Công thức hóa học của muối gồm hai phần, kim loại và gốc axit. Thành phần tên muối gồm có tên kim loại kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị và cộng tên gốc axit. 2. La mã, bài tập. 1. Tương tự như natri, các kim loại kali và canxi cũng tác dụng được với nước để tạo thành base tan và giải phóng khí hydro. A. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra. B. Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào? 2. Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây. A. Na2O cộng H2O cho ra NaOH. K2O cộng H2O cho ra KOH. B. SO2 cộng H2O cho ra H2SO3. SO3 cộng H2O cho ra H2SO4. N2O5 cộng H2O cho ra HNO3. C. NaOH cộng HCN cho ra NaCN cộng H2O. AlOH 3 lần cộng H2SO4 cho ra Al2SO4 3 lần cộng H2O. D. Hãy chỉ ra chất sản phẩm A, B và C thuộc loại hợp chất nào, nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất của các sản phẩm ở A và B. E. Gọi tên các chất sản phẩm. 3. Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây: đồng 2 clorua, kẽm sunfat, sắt 3 sunfat, magie hydrocarbonate, canxi phosphat, natri hydrophosphat, natri hydrophosphat, natri dihydrophosphat. 4. Cho biết khối lượng mol một axit của kim loại là 160 gram. Thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập công thức hóa học của oxit và gọi tên oxit đó. 5. Nhôm oxit tác dụng với axit sulfuric theo phương trình phản ứng như sau: Al2O3 cộng 3H2SO4 cho ra Al2SO4 3 lần cộng 3H2O. Hãy tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gram axit sulfuric nguyên chất tác dụng với 60 gram nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu?